Ngôi nhà bình yên là một dự án được vận hành bởi Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ra đời từ tháng 3 năm 2007, đây là mô hình hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình bị mua bán trở về, cung cấp nơi ăn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, đào tạo nghề, kỹ năng sống, việc làm. Ngôi nhà bình yên đã hỗ trợ 241 người với sự đa dạng về độ tuổi, trình độ học vấn, dân tộc. Lứa tuổi phổ biến khi vào tạm trú do bị mua bán trở về là từ 18 đến 25 tuổi, chủ yếu rơi vào hoàn cảnh bị cưỡng bức kết hôn, phục vụ cho công nghệ tình dục, mua bán kiếm lợi nhuận cao. 37% dưới tuổi thanh niên do thiếu hiểu biết, nghe bạn bè rủ rê, lôi kéo, lừa gạt. Hầu hết những nạn nhân của bạo lực gia đình hoặc bị mua bán có trình độ học vấn thấp, gần 70% không có nghề hoặc nghề không ổn định, giản đơn. Một cuộc khảo sát của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển cho thấy có tới 58% phụ nữ từng trải qua bạo lực gia đình, trong đó có bạo lực bằng tinh thần và thể xác. Khuyến nghị từ những người đang thực hiện dự án ngôi nhà bình yên đó là xã hội cần tăng cường công tác truyền thông đại chúng về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ gia đình, tạo điều kiện để nam giới và phụ nữ bình đẳng trong trách nhiệm gia đình và cả xã hội.